Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đó nếu như mà các bạn dành thời gian để mà theo dõi những cái thị trường thì phần lớn À, chúng ta thấy được là thị trường rất là im lặng nếu chúng ta nhìn vào chỉ số chứng của Hoa Kỳ đó các bạn nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay tuy tăng nhẹ một chút là 0.12 nhưng mà S&P 500 nó tăng 0.07 mà thôi và Nasdaq thì lại xuống 0.11 nói chung thì chúng ta thấy được là không có xu hướng nào rõ ràng hết và nếu như các bạn nhìn vào những cái mảng đầu tư khác giống như là chúng ta nói tới vàng đi thì hôm nay cũng như vậy các bạn vàng không có sự thay đổi nhiều xuống 0.07 mà thôi và nếu chúng ta nhìn vào pre market trong tương lai đó thì tuy bây giờ đang xanh một chút Nhưng mà cũng không phải là xanh nhiều lắm các bạn Chúng ta có Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures bây giờ đang xanh Nhiều nhất là 0.25% mà thôi Và chúng ta thấy được là BTC thì cũng như vậy Giá cả bây giờ thì cũng cỡ như là chúng ta đã thấy trong vòng mấy ngày qua Sau khi mà có một cái đợt đâm vào ngày thứ sáu đó xuống tới cái mức là khoảng chừng là 21.980 đô rồi có một cái sự hộp nhẹ và từ lúc đó tới bây giờ chúng ta thấy được là giá giữa mức là khoảng 22.500 đô và phần lớn thì crypto nó như như các bạn xem những đồng nào mà tăng trưởng mạnh hay là xuống mạnh thì cũng không gì gọi là đặc biệt đâu các bạn chúng ta có GMX thì tăng 8% Decentraland thì tăng 7.8 trong khi chúng ta có OKB xuống nhiều nhất là 3.1% mà thôi à, và những đồng lớn đó, thì chúng ta thấy được là hầu như không có cái sự thay đổi nhiều vốn hóa thì cũng cỡ đó các bạn tuy là tổng số vốn hóa tăng 1.1% nhưng mà chúng ta thấy là vốn hóa bây giờ thì cũng cỡ như là gần 1.1 nghìn Tỷ. ngoại trừ chúng ta thấy là có một cái chỉ số có sự tăng trưởng ngày hôm nay à, đó chính là chỉ số liên quan tới hợp đồng của dầu bây giờ mức là 80 đô và 77 cent cho một thùng dầu và những bạn nào mà theo dõi hợp đồng dầu trong thời gian mấy tháng qua các bạn đã biết là giá các hợp đồng dầu đó thì nó di chuyển trong phạm vi là từ 70 đô cho đến 80 đô thì mức này là cái mức coi như là cao trong cái phạm vi mà chúng ta đã từng thấy trong vòng mấy tháng qua rồi à, và đương nhiên nếu các bạn muốn lãi suất không tăng nữa các bạn muốn là chỉ số lạm phát giảm xuống thì chúng ta muốn thấy được là dầu không tiếp tục tăng nữa tại vì dầu tăng sẽ dẫn đến nhiều mặt hàng tăng theo và cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư nói tới đây đó thì giờ chúng ta sẽ nói đến là tại sao mà thị trường hôm nay lại im lặng như vậy vì phần lớn đó, mọi người chờ đợi một thông tin quan trọng ngày mai đó chính là thông tin gì đó chính là thông tin liên quan đến chủ tịch Trump power các bạn à, các bạn cũng đang nhớ là thường chia sẻ ngày hôm qua những cái sự kiện lớn trong tuần này thì chúng ta sẽ có một sự kiện lớn bắt đầu ngày mai và sự kiện này sẽ là kéo dài hai ngày ngày mai chúng ta à, sẽ có chủ tịch Trump power bắt đầu à, đến quốc hội và theo thường nhớ đó là ngày mai chủ tịch Trump Powell sẽ có buổi điều trần ở thượng viện rồi ngày kế tiếp là sẽ đến hạ viện và đây là một trong à, những cái à, cuộc họp đã lên lịch rồi các bạn tại vì đây là cuộc họp mà mỗi năm hai lần cho nên đây cũng không phải là một cái cuộc họp gì mà bất ngờ nhưng mà dù sao đi nữa đó thường những cái cuộc họp này nhiều người cũng không quan tâm đâu nhưng mà đợt này đó thì là rất nhiều người quan tâm tại vì trong cái buổi điều trần này đó ai cũng có biết là john pao sẽ nói những gì với là những nghị sĩ những dân biểu À, tình hình bây giờ thì nó căng hơn nhiều so với trước đây phần lớn là các bạn được là khi mà chủ tịch John Powell đến quốc hội thì uh, chia sẻ chiến lược về tiền tệ chiến lược về lãi suất mà trước đây những cái đó cũng không phải là một trong những cái sự kiện khiến cho uh, nhiều người quan tâm nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là đâu đâu cũng nói đến lạm phát đâu đâu cũng nói đến lãi suất đâu đâu cũng nói là gặp nhiều khó khăn cho nên đợt này thì nó căng hơn rất là nhiều và như thường đã từng chia sẻ với các bạn phần lớn những nhà lập pháp đó thì có thể là họ không quan tâm nhiều đến à, những cái sự kiện đang xảy ra nhưng mà họ sẽ quan tâm đến những gì mà những người bỏ phiếu cho họ quan tâm cho nên bây giờ mọi người đều quan tâm đến lãi suất và lạm phát thì ngày mai đương nhiên sẽ có nhiều câu hỏi hóc búa à, cho chủ tịch john power rồi và chúng ta cũng đang thấy được là gần đây đó chúng ta đã có một cái thông tin không được tốt đó chính là cái chỉ số lạm phát uh, CPI không như mong muốn các bạn có nghĩa là đã không giảm mà còn tăng thêm một chút nữa tuy đó chỉ là một uh, dữ liệu mà thôi và chúng ta chỉ mới thấy uh, dữ liệu này xuất hiện một lần nhưng mà chúng ta lại uh, có nhiều uh, quan chức của Fed lên trên đài truyền hình uh, những cái uh, cuộc phỏng vấn và có giọng điệu uh, nhiều hâu hơn hawkish hơn và chúng ta cũng đang thấy được là chỉ số DXY chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la đó thì uh, tuy chúng ta đã có một cái sự tiến triển tốt từ đầu năm tới bây giờ khi mà chúng ta thấy chỉ số này à, liên tục giảm xuống mấy tháng liền tới mức thấp nhất là 101.22 điểm nhưng mà sau đó thì lại có một cái sự tăng trở lại bây giờ mức là 104.22 và đương nhiên đây là một chỉ số phản à, ảnh cái suy nghĩ của những nhà đầu tư liên quan đến chiến lược, lãi suất và tiền tệ của Fed ra sao và bây giờ các bạn thấy được là so với lại cách đây một tháng thì nhiều nhà đầu tư hơn nghĩ là đồng đô la sẽ ở cái mức cao thêm một thời gian nữa Tại vì Fed sẽ có khả năng là hawkish hơn Thì bây giờ mọi người đều trông chờ xem coi là ngày mai và ngày mốt đó Fed sẽ có những chia sẻ gì Cái sự lo lắng của rất nhiều những nghị sĩ và những nhân biểu bây giờ Đó chính là nếu như mà Fed cứ tiếp tục tăng lãi suất và giữ lãi suất Cao một thời gian dài à, sẽ dẫn đến suy thoái tài chính và đây là điều mà họ không mong muốn đương nhiên rồi các bạn tại vì à, những người đó là cần phiếu bầu để họ có thể giữ chức giấy của họ và cũng như chúng ta thấy được là qua năm sau à, lại xôn xao liên quan tới cái sự kiện bầu cử tổng thống tại hoa kỳ thì chúng ta đã thấy được là mỗi lần mà nếu như chúng ta có suy thoái tài chính thì một thời gian sau mới có suy thoái và suy thoái tài chính có thể kéo dài 2 năm cho nên rất nhiều người đang lo lắng về cái chiến lược của fed sẽ dẫn đến suy thoái tài chính cho nên ngày mai tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều những câu hỏi rất là khó cho chủ tịch John Paul trả lời thì ông ta sẽ có những cái suy nghĩ gì có thể trả lời những gì thì nếu các bạn hỏi thuận đó tôi nghĩ là chủ tịch John Paul cũng sẽ không có nói cái gì quá khác so với gì mà ông ta đã từng chia sẻ đâu thật ra tôi nghĩ là chủ tịch John Paul đã nói tất cả những gì mà nên nói rồi à, ông ta cũng sẽ đề cập đến theo thuận đó là chúng ta đã bắt đầu thấy một cái tia hy vọng là lạm phát đã được kim hãm rồi tuy là chúng ta đã không có cái chỉ số pc như là mong đợi nhưng mà cũng không có phải là cái gì đó khiến cho chúng ta quá lo lắng hiện bây giờ tại vì đó là một dữ liệu mà thôi và nó chỉ cho chúng ta có một cái dấu hiệu là lạm phát đã không có được quản lý nhanh như là Fed mong muốn và đương nhiên các bạn được làm phát bây giờ so với lại năm ngoái thì vẫn còn rất là cao cách xa cái mức 2% mà Fed mong muốn nhưng mà cái mình thường chia sẻ đây là cái tốc độ làm phát đã giảm rồi và có thể đó là điều mà sẽ được chia sẻ bởi Jerome Powell và điều kế tiếp ông ta cũng sẽ nói là bây giờ đó với tình hình nền kinh tế thì vẫn chưa có gọi là xấu tuy là GDP cho thấy là nền kinh tế đã tăng chậm lại nhưng mà về việc làm thì vẫn đang rất là tốt hiện tại cho nên Fed vẫn nghĩ là đây là chiến lược quyết định tốt để có thể quản lý được lạm phát và nếu như lạm phát mà không được quản lý thì tất cả đều không tốt cho nên chúng ta không thể ngưng ở đây và fed sẽ tiếp tục chiến lược của mình điều các bạn nên hiểu đây đó là thật ra quốc hội cũng không có thể làm thay đổi chiến lược tiền tệ của fed nhưng mà đương nhiên có thể đặt ra những cái câu hỏi để có thể làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của fed và tôi nghĩ là sẽ có nhiều nghị sĩ lên đề nghị là tại sao mà bây giờ chúng ta không ngưng tăng lãi suất ở đây đợi nó thấm vào trong thị trường tại vì chúng ta đều biết là sẽ có một cái sự trì hoãn sự trì hoãn đó là bao nhiêu ngày tháng thì chúng ta không biết được nhưng mà các bạn đã biết là đối với lại cái đề nghị này đó thì chủ tịch John Powell uh, trước đây cũng đã chia sẻ là ông ta không phải là người mà chẩn đoán tương lai sẽ ra sao trách nhiệm của ông ta đã chính là dựa vào những tài liệu hiện có bây giờ và đưa ra quyết định để thứ nhất là quản lý lạm phát thứ hai là để mọi người có công an việc làm đó là hai điều mà phải quan tâm còn lời thì không phải là điều mà phải quan tâm và nếu làm được hai điều đó, đó thì ông ta không thể nào mà ước tính sau này sẽ ra sao ông ta chỉ có thể dựa vào những tài liệu hiện có có nghĩa là cho đến khi nào mà ông ta có đầy đủ tài liệu cho thấy được là làm phát đã đi xuống một cái tốc độ mà có thể uh, tiếp tục cho dù không tăng lãi suất nữa thì lúc đó ông ta mới nhân tăng à, và lúc đó chúng ta mới nói tới chuyện khi nào mới giảm lãi suất bây giờ thì chưa phải cho nên tôi nghĩ là những gì chúng ta sẽ nghe nói tới trong vòng ngày mai ngày mốt đó có thể sẽ không gì đặc biệt đâu à, chúng ta có thể là tiếp tục nghe những cái câu trả lời tương tự như là chúng ta đã từng nghe nói trong những cuộc họp trước đây và thật ra fed cũng chưa có thêm tài liệu tháng này để có thể là đưa ra bất cứ một quy định gì hết cho bạn chúng ta nên biết đó là trong tuần này chúng ta có một thông tin rất là quan trọng đó chính là ngày thứ sáu chúng ta sẽ có cái À, thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ Tháng vừa rồi đó là 3.4%, tháng này ước tính cũng là 3.4% luôn à, Nếu như mà chúng ta thấy là cái chỉ số thất nghiệp mà vẫn tốt đó, Thì đương nhiên Fed có khả năng là sẽ mạnh tay hơn Nếu chúng ta thấy chỉ số thất nghiệp tăng lên đó, Thì có khả năng là Fed nghĩ là đã có cái sự ảnh hưởng như là mong đợi ở trong thị trường Tại vì Fed vẫn chờ đợi chỉ số phần trăm thất nghiệp lên Cái thứ nhì nữa đó trong tháng này chúng ta sẽ nhận được đó chính là ngày 14 tháng 3 các bạn Tuần sau chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến CPI Và đây là hai cái tài liệu cực kỳ quan trọng để Fed có thể đưa ra quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 3 này Và nó sẽ diễn ra vào à, thời điểm là ngày 22 tháng 3 Cho nên cuộc họp ngày mai ngày mốt đó trên căn bản Fed cũng chưa có những thông tin mới hơn để mà chia sẻ Nếu như mà có cái gì đó bất ngờ hay là có gì đặc biệt Thường sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn Cho nên các bạn nhớ theo dõi những mạng xã hội Còn về nếu các bạn hỏi thuận đó Thì khả năng chúng ta thấy chỉ số CPI Phần trăm lạm phát đợt này giảm hay là tăng đó Thì chúng ta có thể nhìn vào một trang web Mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi Đó chính là Trueflation thì trang web này không phải là trang báo chính thức của uh, chính phủ Hoa Kỳ đây là trang web tư nhân mà thôi và họ đưa ra cái uh, ước tính là phần trăm lạm phát là bao nhiêu nhưng mà thật ra chúng ta cũng không quan tâm đến cái phần trăm này mà chúng ta sẽ quan tâm đến cái xu hướng như thế nào thì nếu chúng ta so sánh với lại uh, một tháng trước đó, đó thì cái xu hướng vẫn là cái xu hướng giảm này các bạn từ khi chúng ta quan sát cái trang web này cho tới bây giờ đó có nghĩa là gần một năm qua thì uh, thường cảm thấy được là cái xu hướng của họ đưa ra thì uh, cũng rất là chính xác các bạn được là nó chính xác hơn khi chúng ta so sánh với lại chỉ số cpi nếu như so sánh với lại pc thì nó không có uh, chính xác bằng nhưng mà dù sai nữa cái xu hướng chung đó thì uh, vẫn đang là xu hướng giảm hiện tại dựa theo cái tài liệu đến từ inflation, chúng ta hy vọng là CPI sẽ cho chúng ta có một cái kết quả tốt là cái chỉ số đó tiếp tục có cái xu hướng giảm xuống và giảm như là mong đợi. Và cho tới thì đến bây giờ đó thì các bạn thấy được là càng đến gần cái ngày mà Fed họp Ờ, trong tháng này ngày 22 tháng 3 ra, Thì chúng ta lại thấy được là càng có nhiều hợp đồng nghiêng về phía là chúng ta sẽ có khả năng thấy Fed tăng 0.5% Bây giờ chúng ta vẫn có nhiều người hơn nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 Mức là 68.6% Nhưng mà các bạn đã nhớ là con số này đã Cách đây vài ngày lên tới 70 mấy 80% lận Bây giờ chỉ có 68% mà thôi Nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 Và chúng ta có phần còn lại là 31.4% Nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5 và đây là cái thông tin lớn nhất mà chúng ta sẽ quan tâm đến ngày mai và ngày mốt. Rồi thứ sáu là thông tin liên quan tới thất nghiệp thì thường dự chia sẻ với các bạn. Phần trăm lạm phát có thể là các bạn thấy được là cao khắp nơi nhưng mà có một phần trăm lạm phát giảm theo thời gian đó chính là phần trăm lạm phát của BTC. Các bạn đã thấy được là tính tới thời điểm bây giờ đó thì phần trăm lạm phát của BTC chỉ có 1.79% mà thôi. Sau khi mà có cái Bitcoin hai bình năm 2024 đó thì mỗi một lốc cái số lượng BTC được đào ra là giảm đi phần nửa phần trăm phát này sẽ xuống dưới phần các bạn và đương nhiên tại vì BTC đó là một cái tài sản mà có cái con số giới hạn là 21 triệu và có thể là một số người tin đây là một tài sản lưu trữ giá trị một số bạn đó thì vẫn không có lòng tin đây là một tài sản lưu trữ giá trị thì thật ra câu hỏi mà chúng ta cần phải nên nghĩ đến đó chính là cái gì là tài sản lưu trữ giá trị thì điều này lại phụ thuộc là các bạn muốn lưu trữ tài sản đó bao nhiêu lâu Giống như là nếu chúng ta nhìn vào đồng đô la đi thì đô la luôn bị lạm phát các bạn Như là thường đã chia sẻ một cái video chi tiết hơn à, cuối tuần vừa qua à, Về cái tư tưởng quản lý lạm phát như thế nào Trên căn bản đó thì chúng ta thấy được là lạm phát à, vẫn sẽ tiếp tục và tiếp tục Cho dù lạm phát ở trong phạm vi là cho phép là 2 trăm hay là cao hơn à, Thì lạm phát đã đến và sẽ ở lại giống như, như là một cái ví dụ thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây Nếu như mà các bạn đi mua một cái con cua hoàng đế Cách đây 3 năm con cua hoàng đế đó là 60 đô Thì à, bây giờ các bạn đi mua Con cua hoàng đế đó là cái giá là 100 đô Thì à, các bạn sẽ được là cái phần trăm lạm phát Rất là cao đã tăng hơn 40 đô Cho một con cua hoàng đế Nếu các bạn chia cho 60 đô trước đó Thì phần trăm lạm phát đã là 66% rồi Nhưng mà nếu như mà năm sau Con cua hoàng đế đó à, đáng giá 100 là 2 đô à, Thì các bạn được là Fed sẽ tuyên bố là làm phát điều quản lý đó đã, đã trở lại 2% như là mong muốn nhưng mà các bạn nhìn lại thì con cua hoàng đế đó bây giờ là là 102 đô cao hơn rất nhiều so với lại cái đó 3 năm là 60 đô nhưng mà bây giờ thì mọi người nói là chúng ta không còn làm phát cao nữa đó là một trong những điều rất quan trọng các bạn nên biết là làm phát ra đến và sợ lại à, cho nên nếu như các bạn lưu trữ tiền mặt À, thì tiền mặt sẽ luôn bị mất giá. À, thứ nhì nữa là nếu các bạn nhìn vào những loại tài sản giống như là vàng đi thì tùy theo thời gian các bạn lưu trữ bao nhiêu lâu. Nếu các bạn lưu trữ trong vòng à, 7 hay là 5 năm gần đây thì à, cũng có một cái sự à, tăng trưởng tuy là chậm nhưng mà vàng thì giá cũng tăng trưởng trong vòng năm hay 7 năm qua. Nhưng mà nếu các bạn lưu trữ vàng 10 năm qua thì giá vàng bây giờ so với 10 năm qua đó thì cũng cơ đó mà thôi các bạn. Khi các bạn trừ à, đi phần trăm lạm phát thì các bạn à, không những là không lưu trữ được cái giá trị tài sản của mình mà còn bị thụt xuống nữa. Nếu các bạn nghĩ đến xa hơn là 20 năm, 30 năm, 40 năm thì có thể là vàng uh, có thể cho các bạn uh, một cái nơi lưu trữ tài sản thời gian dài cũng giống như là BTC thôi các bạn nếu như mà những mà nào mà chương trình giá BTC trong vòng một năm hay là hai năm qua thì sẽ nói là BTC xuống giá như vậy làm sao lưu chưa được giá trị nhưng mà thật ra đó là cái suy nghĩ ngắn hạn thôi nếu như các bạn nhìn vào BTC khi mà dịch bệnh bắt đầu đó có nghĩa là bắt đầu có cái sự in tiền là năm 2020 thì ba năm trước giá BTC là 5.000 đô các bạn nếu như các bạn suy nghĩ đến là 6 năm trước thì giá BTC chỉ có vài trăm đô mà thôi, chỉ có khoảng 800 đô mà thôi. À, đầu năm 2017, nếu như các bạn suy nghĩ xa hơn nữa là 9 năm, thì các bạn được lúc đó BTC chỉ có mấy chục đô mà thôi. À, đương nhiên, nếu các bạn nhìn như vậy đó, thì à, các bạn thấy được là BTC là một loại tài sản mà có thể giữ được giá trị và tăng trưởng rất nhiều à, mà chúng ta đã từng biết trên thế giới này. Cho nên, tùy theo quan điểm của mọi người mà thôi. Đối với Thuận đó thì... À, Thuận thích lưu trữ tài sản của mình. À, một phần lớn là lưu trữ trong crypto như, như bạn đã biết. Và một phần lớn của crypto của Thuận đó chính là BTC. Và phần còn lại Thuận thích à, lưu trữ một số loại tài sản như là chứng khoán. Và đối với Thuận nó định nghĩa tài sản lưu trữ giá trị là gì? Thì rất là đơn giản. Đó chính là một loại tài sản có thể không những là lưu trữ được cái sức mua của Thuận mà còn có thể làm tăng sức mua theo thời gian. Cho nên tùy theo quan điểm của mọi người mà thôi và trong tuần này đó cũng có dự luật cũng khá là đặc biệt các bạn đây là dự luật mà thường đã chia sẻ sơ sơ với các bạn ngày hôm qua rồi cái dự luật này đó là liên quan đến quốc hội nếu như mà thông qua thì sẽ cho tổng thống hoa kỳ có nghĩa là tổng thống joe biden hiện bây giờ có thêm một chút xíu quyền hạn để có thể là ngăn chặn hay là cấm những cái công ty công nghệ của trung quốc và đây là một cái dự luật lưỡng đảng các bạn có nghĩa là cả hai người uh, mà sponsor đó có nghĩa là cả hai người mà viết cái dự luật này đó là đến từ hai đảng khác nhau, đảng Cộng hòa và đảng dân chủ. Thì dự luật này có được thông qua không chúng ta vẫn chưa có biết và thậm chí dự luật này trong đó có những chi tiết gì chúng ta cũng không biết luôn, chỉ là những cái hé lộ đến từ nghị sĩ Warner. Nghị sĩ Warner nói là trong dự luật này đó là không có phải là nói riêng bất cứ một công ty công nghệ Trung Quốc nào nhưng mà lý do của dự luật này đó là một phần là tại vì TikTok, tại vì ông ta nghĩ là TikTok là một cái gì đó có thể truyền bá những cái thông tin không đúng sự thật à, hay là một cái ứng dụng dùng để mà lấy tài liệu tượng của người Hoa Kỳ. Cho nên à, ông ta muốn có cái dự luật này và muốn được thông qua để à, có thể là cho phép Tổng thống Hoa Kỳ có thêm quyền hành. Và thật ra về việc là Hoa Kỳ muốn cấm TikTok đã có từ lâu rồi. Các bạn đã nhớ là thời cựu Tổng thống Donald Trump thì cũng đã có những cái thông tin như thế này nhưng mà chỉ là không có thành công mà thôi bây giờ một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới à, việc là hoa kỳ muốn cấm trung quốc và nếu như các bạn hỏi à, bây giờ thì cái mối quan hệ giữa hai quốc gia ra sao thì nó cũng khá là căng nè các bạn chúng ta cũng vừa thấy được là ở bên trung quốc thì cũng đã lên tiếng là cái tình hình bây giờ đó có thể làm ảnh hưởng đến cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà đã có từ nhiều năm rồi chúng ta còn một thông tin nữa thôi chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta nói tới cái thông tin rất là thú vị liên quan tới binance và đồng ổn định thì đây là thông tin đến từ Brazil các bạn Thì ở Brazil các bạn đã biết là Gần đây họ đã thông qua một cái luật được ký bởi Tổng thống à, Thì luật này đã, đã công nhận crypto là tài sản Và có thể dùng để thanh toán Không phải công nhận crypto là tiền tệ như là El Salvador Tại vì ở Brazil họ đã có tiền riêng của họ rồi Bây giờ là họ có thể sử dụng tiền của họ hay là crypto để dùng để thanh toán thì trong cái luật này khi được thông qua đó thì chúng ta thì được là đương nhiên một phần họ muốn thông qua là tại vì họ muốn đánh thuế và nếu như mà không muốn trả quá nhiều thuế thì những người mà trade crypto hay là lưu trữ crypto đó thì sẽ tự nguyện thông báo là họ mua bán crypto như thế nào thì cái thuế của họ sẽ ở cái mức thấp hơn. Và sau một thời gian họ thu thập tài liệu đó thì họ đã cho thấy được là so với là những tháng trước đây Thì tháng 1 mới đây đây chúng ta có cái volume chúng ta có cái sự sôi động trở lại với nhiều sàn giao dịch ở Brazil. À, thì đây cũng không như là quá bất thường các bạn, tại vì tháng 1 là một tháng mà rất sôi động, cho nên volume tăng cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng mà cái điều mà thú vị hơn đó là cái sở thuế của Brazil nói là rất là nhiều những giao dịch lên tới là 2.85 tỷ đô la đã giao dịch từ đầu năm cho đến cuối tháng 1 đến từ những tổ chức đầu tư các bạn không phải là những người tư nhân mà những tổ chức đầu tư giao dịch rất là nhiều luôn cho nên điều này là điều mà thường trâm thấy rất là thú vị tại vì chúng ta thấy là cái sự hứng thú cũng đã trở lên một chút nhưng mà chúng ta lại thấy được là có rất nhiều những tổ chức đầu tư à, họ vẫn đang âm thầm giao dịch và chúng ta cũng có những thông tin tương tự đến từ những sàn như là Coinbase và rất là nhiều à, những người dân ở Brazil thì họ lựa chọn là lưu trữ đồng ổn định các bạn đồng USDT à, lý do là tại vì đồng này dễ di chuyển hơn và nhất là di chuyển xuyên quốc gia cho nên USDT là một đồng ổn định mà rất được ưa chuộng ở Brazil và nói tới những cái tổ chức đầu tư đó thì thông tin này nó có thể là khác với lại cái thông tin được chia sẻ với Conshare một chút Tại vì đó là thông tin liên quan tới nhiều cái đầu tư ở Brazil mà thôi Còn về Conshare đó thì thật ra trong vòng một tháng qua Chúng ta thấy được là mỗi tháng này là một tuần đó Thì trong vòng 4 tuần liên tục chúng ta vẫn thấy tiền rời khỏi nhiều quỹ đầu tư và chúng ta thường hay theo dõi như là cái uh, quỹ uh, CoinShare, XBT, quỹ 21 Share, ProShare vân vân. Đây không phải là tất cả những quỹ đầu tư crypto đây là đại diện cho một số quỹ mà thôi. Và chúng ta đã thấy được là tuần vừa rồi đó chúng ta vẫn có cái số lượng tiền tổng cộng là 17 triệu đô la đã rời khỏi và trong đó chúng ta được là 20 triệu rời khỏi BTC. Còn lại thì BNB thì rời khỏi 0.4 triệu đô la. Và những đồng khác đó Ethereum thì uh, không những là không rời khỏi mà có thêm một chút xíu tiền vào ở uh, trong những quỹ đầu tư này mà chúng ta có thể nhìn thấy được là phần lớn đó thì hầu như quỹ đầu tư nước nào cũng rời khỏi hết ngoại trừ là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất à, trong cái bài báo cáo này là tuần vừa rồi có 7.6 triệu vào trong thị trường crypto đến từ những quỹ đầu tư đó. Còn lại thì chúng ta thấy được là nước Đức à, đã có 13.6 triệu đô la rời khỏi những quỹ đầu tư ở nước Đức. Đó là cái nước nhiều nhất.